Welcome to English A Mom. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chuỗi bài giảng video miễn phí tới từ English A Mom. Và hôm nay chúng ta hãy cùng học Unit 13, Unit 13. Look at all the animals. Look at all the animals. Chúng ta sẽ nối âm ở từ look và từ at. Look at. Look at all the animals. The animals. Bởi vì là từ animal thì có nguyên âm A ở đứng đầu từ, thế nên chúng ta sẽ đọc từ the. Chúng ta hay đọc bình thường là the, đúng không? Thì chúng ta sẽ đọc là the. The animals. Look at all the animals. Rồi, chúng ta cùng sẽ cùng đi vào từ vựng ngày hôm nay nhé. Từ vựng đầu tiên của chúng ta, cow. 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 I can see a cow over there. I can see a cow over there. Tôi có thể nhìn thấy một con bò đằng kia đấy. Ok, tiếp theo chúng ta có một con vật nữa. Goat. 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 Các bạn cũng chú ý phát âm âm cuối, ending sound ở cuối từ nhé. Goat. There isn't any goat in the farm. There isn't any goat in the farm. Tôi chả thấy có con dê nào ở trong trang trại cả. Ok. Tiếp đến chúng ta có từ horse. 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 Chắc chắn là các bạn có nhớ cụm từ ride a horse ở các bài trước chúng ta học không? Thì ở đây từ vựng này chúng ta cũng sẽ phát âm y hệt như thế nhé. Horse. Horse. Các bạn chú ý nghe âm ending sound ở cuối của từ nhé. Horse. I can ride a horse. I can ride a horse. Or the horse is white. The horse. The horse is white. Con ngựa thì nó màu trắng và tôi có thể cưỡi ngựa. Ok, và tiếp theo chúng ta có một con vật là sheep. 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 Các bạn chú ý âm sh ở đầu từ và p ở cuối từ. Chúng ta có sheep. Sheep. There are 10 sheep. There are 10 sheep. Ở đây tôi thấy có 10 con cừu. Ok, đếm cừu đúng không? Chúng ta đếm cừu và ở đây chúng ta thấy có 10 con cừu. Sheep. Và các bạn chú ý cái từ sheep này thì kể cả là danh từ số ít hay danh từ số nhiều thì từ sheep này cũng sẽ không thêm s đâu, chúng đều là một. Ok. Và từ cuối cùng của chúng từ tiếp theo của chúng ta là donkey. Donkey. Donkey, các bạn có biết đây là con vật gì không? There isn't any donkey. There isn't any donkey. Chắc chắn các bạn cũng sẽ ít thấy con vật này ở trên thành phố. Okay. There isn't any donkey. Con vật này là con lừa. Okay. Và từ cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đó là goose. 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 Các bạn chú ý âm cuối nhé. Goose. There is no goose. There is no goose. Ở đây chả có con ngỗng nào cả. Ok, vậy là trên đây là 6 từ vựng mà chúng ta đã học được trong ngày hôm nay. Các bạn nhớ ghi chú vào vở của mình nhé. Và các bố mẹ ơi, để cho các con có thể học toàn bộ các cái bài giảng miễn phí theo chuẩn sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các bố mẹ hãy truy cập ngay vào trang website của englishamom.com bố mẹ nhé. Và bây giờ thì cô chào tạm biệt các bạn. Bye bye!